Good girl. Up. Rồi ok. Ủa, cái này chị Tâm nói muốn cái này mà là cái đầu để vô đài xuống hết. Là ok không? Trong được không? Hay là cái chiều nó là cái chiều nó vậy. Mm-hmm.
Tại sao cái này đụng? Qua một bar lên.
đổ nước giống như cái ông rắc muối không? Sao? Ủa giờ Phương vô đài đâu? Vậy đó. Dạ, con ăn bữa đầu tiên nè. Có quay mặt không? Quay cái mỏi thôi nha. Far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I want
was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, the place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. The light is fading fast from this old town. We gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Let's get this time with me. Let's get this time with me. Ooh. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. You right by my side, it's such a sweet light. Let's get this time with me. Ooh, let's get this time with me. Let's get this time. Đúng rồi, đúng không? Rồi mọi người dĩa giữ hoài luôn nha. Tôi đã có dĩa không? Ngon ha. Chào hết này luôn á. Just us two. Somewhere new.
Không là chưa ấn tượng. Well, still have some. You want some? I have some. Mà xong rồi em về là phải đo thôi. Em muốn sống chết luôn vậy á. Lên để tình nghĩa bạn bè với mình. Uống với Hiển Ly hả? Mà Hiển biết không, cái rượu đâu phải rượu thiếu hộp đâu. Thấy chưa, đâu phải là tại mấy người đó. Đúng rồi, em nói giỡn thôi, Linh có thiệt nè. Là Linh không muốn uống. Dạ, cho mọi người bạn nghe nha. Dữ không? Thôi, em mới uống nhưng thật khó thì anh tự chủ uống với em rồi đó. Anh đó anh hay gửi hàng về Việt Nam lắm. Đó, đó, đó. Trời ơi, thiệt luôn. Lên đèn, lên đèn. Tắt đèn đó. Hay là em để dưới đất á, em để dưới đất. Hay là em bật cái đèn vàng. Oh yes, that is, that is. Đồ xệ đồ. Cho thấy cái đường nó đẹp. Dìa lên sao cầm ví dụ đi mời người ta hoài vậy? Nhập tâm ha. Đâu. Mà kiếm kiếm vô màn, em thấy cái vụ mà kiếm vô màn là impossible luôn á. Ở đây là wifi không có. Không, mà chị yên tâm cũng nhanh trí rồi, thấy cái quầy cái chỗ đó chạy rồi. Biết cái chỗ đó có tồn tại. Đâu có biết cái giác của Linh bị bể. Đâu chiều em ồ về hai chỗ luôn. Hai chỗ. Chiều em với anh Diệp về là có gặp một cái chỗ gần mình gần hơn xíu. Dạ, tại có chạy ngang qua chỗ kia để canu với lại chạy quá trời luôn. Nhưng mà hình như nó không có biển. Đúng rồi, không có biển. Không có biển báo. Hình như chỗ đó mình muốn thì mình lại lấy á. Mình cứ lại lấy thôi. Đồng chí gì bớt manh lọc rồi. Đó, cái gì hãy hãy đồ. Đồng chí đồng chí đồng. Đó, thì có cửa mà. Thì có cửa mà. Nói nhưng mà cái này hết, lát hồi để mình cây vô là ok rồi. Chạy thôi, nào cũng chạy rồi. Không có ai đi camping mà đi đem tôi điện cho em hết á. Lò nướng mà cũng đem mà. Không cửa điện cơ. Đem cửa điện mà không đem thêm cái khác là đẹp rồi. Thì đó.
chơi vé có bự quá. Không, tự hình đầu không có đem theo rồi. Không để tâm lý vậy là sao đi hot sale. Chắc gãy tay luôn. Ờ mà không, mà giờ bữa nay á là em chỉ chơi mua hot sale. Nhưng mà lần sau Linh đi, Linh muốn đem theo cái vô đồng bộ, cái Linh nằm á, cái xong cái hiểm kéo cái rá hả? Cái rá, ờ, để mà nằm như cái bếp, như cái bếp si, nó tròn này nè, cái Linh nằm này nè, cái phao dạ, mình không rảnh. Để nằm nè, cái kéo thằng theo thôi, cái bà luôn chị. Còn vừa khí thế. Đào mới được nè. Đâu? Ừ, có rồi.
À. Rồi. Rồi từ từ. Lì đó ít. Thank you.
Mm-hmm.